VNG bị tạm ngừng hoạt động 45 ngày, ngày 11 tháng 11 năm 2019, Trung tâm Internet Việt Nam, VNNIC, ra thông báo số 951 trên VNNIC về việc tạm dừng hoạt động đối với tên miền Zalo.vn của công ty cổ phần VNG. Lý do được đưa ra là để các cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ mạng xã hội Zalo không phép. Theo đó, VNNIC đã ra thông báo đến nhà đăng ký tên miền công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phần mềm INET để thực hiện việc gửi văn bản thông báo cho chủ thể đăng ký tên miền, công ty cổ, phần VNG. INET cũng sẽ thực hiện các thủ tục để tạm ngừng tên miền Zalo, Việt Nam kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2019 theo quy trình nghiệp vụ nhà đăng ký. Việc tạm ngừng hoạt động đối với tên miền Zalo, Việt Nam được thực hiện căn cứ quy định tại Điều 11 thông tư số 24 trên 2015 trên TTBTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và xử dụng tài nguyên Internet. Thời gian tạm ngừng tên miền Zalo, Việt Nam là 45 ngày, kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2019. Theo ghi nhận của PV, Việt Nam Net, ở thời điểm chiều ngày 13 tháng 11, website Zalo, Việt Nam đã không còn có thể truy nhập được. Trước đó, công ty cổ phần VNG đã hai lần bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính. Quyết định số 06 trên QDXPVPHC ngày 12 tháng 3 năm 2018 và quyết định số 13 trên QDXPVPHC ngày 27 tháng 6 năm 2019 về hành vi thiết lập mạng xã hội nhưng không có giấy phép. Tuy nhiên, công ty cổ phần VNG chỉ chấp hành đóng tiền phạt và không thực hiện dừng cung cấp dịch vụ mạng xã hội Zalo không phép. Do đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị VNNIC tạm dừng hoạt động đối với tên miền Zalo việt nam của công ty cổ phần vng